Bọn mình đã suy nghĩ ra một cái thử thách mới, đó chính là bắn súng vào lon ăn tiền thưởng. Thôi, bắn súng vào lon ăn tiền thưởng chán lắm ông ơi. Bây giờ mình đổi cái mới đi, mình tạo phần thưởng mình dán vỡ lon á, mình bắn trúng cái nào mình mua đó đi. Là sao? Ông giải thích cho tôi với khán giả hiểu coi. Ở trong này chúng ta có tổng cộng là 10 cái lon ứng với 10 phần thưởng, mà các phần thưởng là do ba anh em mình đã thống nhất với nhau. Đấy, và sau đó các phần thưởng là như thế nào? Ví dụ như đây là một chiếc xe. Đây là một cái này là gì mày? Tai nghe Bluetooth. Hồi nãy mình in chứ mình cũng không biết nó là gì nữa. Cái này là một chiếc xe mui trần. Bắn trúng cái lon này là mua đôi giày nha các bạn. Còn bắn trúng cái lon này là mua con chó nha các bạn. Dễ thương không? Tuy nhiên thì nó có cái điểm hơi khó hiểu một chút, ví dụ như mình đã có hai cái laptop đây mà làm clip rồi. Nhưng mà giờ nếu bắn trúng vào cái laptop này nữa, không lẽ mình lại bỏ thêm mấy chục triệu mua nó nữa thì nó phí quá. Thì một thằng bán hai thằng mua, có như mà mày bán là hai tao mua đó. Ông có tiền không mà mua không nội? Ngoài trừ chiếc xe này ra mấy món khác tao mua được. Giờ mình sẽ dán những cái phần thưởng này đi vào những cái lon nha các bạn. Giờ mình sẽ chắc 10 cái lon này lên trên cái thanh này nha các bạn. Cái thanh này chính là cái chỗ để mình để 10 cái lon để thực hiện cái thử thách trong lần này. Cam. Để xuống. Đó. Đây là 10 phần thưởng sẽ là mục tiêu trong cái thử thách này của bọn mình. Và trong video này thì ông Trùm sẽ là người bắn đầu tiên, mình là người thứ hai và anh Tài Man sẽ là người cuối cùng, và mỗi người chúng tôi đây sẽ có tổng cộng là 2 lượt bắn. Ông thích gì Tài? Tôi thích cái con chó á. Được, tôi sẽ bắn chiếc xe hơi. Wow. Bắn trúng cái gì vậy trời? Bắn trúng nít game. Game này rất là phổ biến, tao chơi rất là nhiều ạt. Mình sẽ cố gắng bắn vào những cái thứ giá trị nhất nha các bạn. Cây súng mũ nhà hiệu bắn mà làm gì gùng chuột dưới trời. Wow, đắt cấp chưa? Trúng cái gì vậy? Xin trân trọng giới thiệu, mình có bán Lego. Trời ơi, nhà nó bán Lego, nó còn bắn trúng Lego nữa. Thôi bây giờ tôi với ông mua ủng hộ ông nè. Hôm nay nhiêu tiền? 469.000 đó ha. Vậy bây giờ cho chẳng 500.000 đi. Thằng 250 mày ơi. Nè, tôi đưa ông 500 này, hộ ông đưa tôi 250 sao? Rồi, ok các bạn. Trời ơi, ngồi ở nhà cũng bán được hàng nữa, phải nói quá may mắn luôn. Đỡ tốn một hộp Lego mà còn có thêm 500.000 nữa. Trời ơi, cái giờ tao bắn được chưa? Được rồi, giờ tới mày bắn không? Ông tính bắn vào cái gì vậy? Tao sẽ bắn vào con chó. Mày coi tao bắn nè. Bắn đi. Oh no. Trúng cái bình sữa rồi. Trời ơi, ngắm con chó mà đi bắn trúng cái bình sữa. Bình sữa này đỡ tốn tiền nè. Bình sữa này rẻ nè, anh em mình mua đỡ tốn tiền. Ok. Đó, y hệt như trong hình luôn, giá có 200 ngàn à. Đó, đây nè, nặng vào trong cái hũ này. Phần thưởng của mày nè. Trải qua lần bắn đầu tiên của cả ba anh em mình rồi. Và lần bắn thứ hai này cũng là lần cuối cùng kết thúc cái video này luôn. Ông hay tôi bắn trước? Để tôi bắn trước cho. Nãy giờ ông bắn ai vậy hả? Ở đâu mày lấy ra cái cây súng này vậy? Nãy giờ anh em ta chơi cái súng nhỏ này nè ông nội. Cầm bắn đi. Bắn đi. Bắn đi. Cái gì vậy? Để coi coi. Cái đôi giày. Trời ơi, hên quá ba ơi. Phải bắn trúng vào cái đôi giày off-white. Tài Man bắn trúng đôi giày rồi. Trời ơi, bên trái thì xe máy, bên phải thì xe hơi. Mà vậy mà bắn trúng đôi giày nằm chính giữa. Trời ơi. 5 minutes later. Có đôi giày không? Có. Hộp giày của ông nè ông Tài. Coi thử là đẹp không? Tao. Coi giống trong lon không? Mượn cái lon ai?
ốp quay đâu đưa dài này sao đâu ốp quay đúng rồi nào ai dài cũng đẹp cũng được ừ. Trời ơi nó dài này dư một khúc luôn đâu ông cầm đi mua dài kiểu gì vậy đâu ông kêu tôi mua đôi giày số 42 thì tôi mua số 42 trong rồi đó ông đổi gì nữa lượt thứ hai này là tới ông Trùm bắn nha mọi người mà ông Trùm cầm cái súng viên cuối cùng rồi đó nhớ nhắm kỹ đừng bắn hụt nha ơi wow cái gì vậy trong cái gì vậy một cái tai nghe bluetooth hàng về rồi đây tai nghe bluetooth chụp tai nghe này có giống như trong hình không ông nội trời ơi miễn sao tối có nghe bluetooth cho mày được không Trùm à giờ mở ra luôn nha ừ mở đại ra luôn đi mày ừ thử coi đẹp không khu này rất giống trong hình nha các bạn dạ sao vậy mở ra gió mạnh lên ừ cầm máy người la ơi xin cho tôi mừng bờ vai ngừng lại đi ngừng lại ông nói gì kêu mày ngừng lại đây tài phồn quá đẳng cấp các bạn ơi ủa mày đeo vô mày không có nghe tao nói gì hết hả ờ đeo vô kính mít tao không nghe gì trơn á lượt cuối cùng này coi bộ hơi khó nha các bạn bởi vì mình là người bắn cuối cùng thì mấy cái lon ở đây á nó rất là thưa luôn các bạn nhìn nè để coi bắn trúng cái gì đây để ngắm chiếc xe hơi bắn đi trời mày luôn rồi ông Trùm ơi nhìn nó bắn trúng xe máy thế là nghèo luôn ông nghiện bắn chiếc xe hơi sao mà lạng qua trúng chiếc xe máy mới dữ chứ mày nghĩ sao vậy thằng Tony nó bắn trúng chiếc xe hơi tao với mày còn khổ nữa đó Tony nó có chiếc xe rồi nó bắn trúng thêm chiếc xe nữa nó mua chiếc xe này không biết để đâu cho hết nè cũng may là ông trúng chiếc xe đó chứ gặp ông trúng chiếc xe hơi là tiền của tôi với ông không biết ở đâu rồi chịu cho nổi hiện tại là ba anh em mình ngồi đây uống nước đợi xe về nha các bạn tôi với ông Trùm mỗi người 55 triệu á làm clip này thật tốn kém quá các bạn ơi em gửi tiền luôn chị ơi thoại tôi đi nhận tiền nha dạ làm cái thử thách này nó tốn kém quá đây là kết quả sau khi thực hiện xong cái video này mình đã may mắn có được một bộ Lego và bắn trúng được cái chiếc xe này các bạn ơi y hệt như trong hình luôn thấy chưa và còn ông Trùm trúng được cái gì ta mình thì được một nick game và một cái tai nghe bluetooth nha các bạn ừ. Mình thì được bình sữa và đôi giày nha mấy bạn nào các bạn nào có những cái ý tưởng nào hay hay độc lạ hay là thử thách nào đó mà nó thật là thú vị thì các bạn có thể để lại comment phía bên dưới bọn mình sẽ vào đó đọc nếu thấy ý tưởng của bạn nào hay mình sẽ làm theo nha các bạn hẹn gặp các bạn những video sau nha bye bye giờ chúng ta hãy tham khảo cái quá trình làm của ba đội chơi để xem còn họ tiến hành đến đâu rồi chừng của nó thằng trắng trắng á à ờ cái đầu của con Doraemon đâu rồi đại ca nè quay ra con quỷ con Doraemon đẹp vậy mà anh nói con quỷ tuy nhiên con mắt thì quá trời đi ghê luôn rồi à con Doraemon này không có rồi gụng cái tay luôn rồi các bạn ơi thôi chết cái tay nó bị gụng rồi trừ một đẹp